Hiện tại Thành Nguyên đang có mặt ở dưới chân tháp Eiffel cùng với bà xã Thành Nguyên đây. Bây giờ là hai đứa sẽ lên trải nghiệm cái tháp Eiffel này thật sự là nó có đáng sợ hay không nhé quý vị nhé. Bởi vì là Thành Nguyên nghe bảo rằng là ở một số bộ phận của cái tháp này nó đã bị hoen rỉ rồi. Và cái thang máy của nó lên thì cũng khá là ghê. Thì thực hư câu chuyện này nó như thế nào thì ngay bây giờ Thành Nguyên sẽ đi vào mua vé và Thành Nguyên sẽ trải nghiệm để xem thực hư nó có đúng như những lời đồn hay không nhé quý vị nhé. Xem có đúng là những cái khung thép này của cái tháp này nó bị hoen rỉ nhiều như những gì mà người ta nói hay không. Rồi bây giờ thì mời quý vị cùng Thành Nguyên chúng ta sẽ đi vào mua vé đấy ạ. Hàng trăm ngàn cái mối nối, trăm ngàn những cái đinh ốc, trăm ngàn những cái chi tiết như thế này thì cũng không thể nào mà tránh được những cái thiếu sót như này. Dạ. Để mà xử lý nó thì cũng dễ thôi, nhưng mà do trải qua nhiều năm nó bị ngoài nắng ngoài mưa cho nên là cũng không có tránh được đâu. Nhưng mà Thành Nguyên nghĩ để có sự an toàn hơn thì chắc là người ta cũng sẽ có những cái biện pháp để mà khắc phục nó. Vài nơi cũng có dấu hiệu hoen rỉ cái việc mà không sao, mình cứ lên thử cái xem sao. Người ta lên được thì mình cũng lên được đúng không ạ? Rồi sau khi đi qua cửa an ninh thì mình sẽ bước vào khu này nè quý vị. Trong này thì hình như là người ta có bán vé trong này. Bởi vì hai vợ chồng Thành Nguyên thì cứ như vậy là đi vào thôi. Cứ như vậy là đi vào thôi chứ không có hỏi han gì ai hết á. Đây là dưới chân tháp Eiffel này quý vị. Có những cái cây và có như chim vẫn đang làm tổ trong này luôn hay sao nhá quý vị nhá. Không khí đây thì rất là mát mẻ trong lành luôn. Wow. Thật sự là nhìn xa xa thì cũng thấy bình thường quý vị, nhưng mà đứng ở dưới chân này mà nhìn lên đúng thật sự đồ sộ cực kỳ luôn. Đấy, rất là đồ sộ luôn. Trong cái lòng của nó nè quý vị. Wow. Đây là cái thang máy sẽ đưa chúng ta đi lên nha quý vị. Rồi chúng ta sẽ đi lên đây để đi mua vé đây này. Đây Thành Nguyên đang có mặt cái điểm mua vé để đi lên nha quý vị nhá. Đây là cái chân của cái tháp Eiffel này. Không biết là người ta đục mấy cái hình sao này để làm cái gì. Thấy một vài nơi cũng có dấu hiệu hoen rỉ quý vị, mà không sao, mình cứ lên thử cái xem sao. Người ta lên được thì mình cũng lên được đúng không ạ? Sau khi mà Thành Nguyên lấy hai vé cho hai vợ chồng đó thì 18,8 euro một vé nhé quý vị nha. Cũng rẻ chứ không có mắc đâu. Dạ bây giờ thì chúng ta sẽ đi lên đây để chờ đây. Đấy, đi lên đây để chờ. Đi mình đi thang bộ. Đây là nhìn dưới nhìn lên nhé quý vị nha. Thật sự là nhìn rất là dốc luôn. Nhìn cái thang máy của nó rất là dốc quý vị ạ. Thật sự là Thành Nguyên cũng khá là sợ độ cao, nhưng mà không biết rồi cái chiều cao này như thế nào đây. Chắc là cũng nhắm mắt nhắm mũi rồi lên thôi. Rồi mình sẽ đi vào nha quý vị nhé. Không biết trong này có giới hạn người hay không. Thấy khá là nhiều rồi, không biết có được vào hay không. Rồi, đi lên. Rồi,
Olha pra mim, filha. Olha pra mim. Olha pra mim. Queria subir a torre ímpio. Agora olha só, filha. Olha pra mim. As duas. Olha aqui, filha. Olha pra mamãe. Não. Lên thêm một tầng nữa. Wow, không dám nhìn xuống luôn. Không dám nhìn xuống luôn quý vị. Wow, thật sự ngợp luôn. Wow, lên đây là hoa, hoa mắt ù tai luôn này quý vị, thật sự ù tai luôn này. Wow, cảm giác thật là phê. À, đi ra đường bên này nha. Yeah. Wow, tên này thật sự rất rộng. Rất rộng quý vị ạ. Tên này còn có khu mua sắm nhé quý vị nhé. Nhưng mà mình sẽ đi ra đây mình ngắm phố phường xíu coi. Wow, đây có cả ông nhòm luôn nhé quý vị. Sang bên này đi. Wow. Ở trên nhìn xuống nữa quý vị. À, dưới còn có thêm một tầng dưới này nữa, thành ra là nhìn cũng đỡ sợ. Ha, nhìn cũng đỡ sợ ha. Lại xem cái ống nhòm này coi. Wow. Thành phố Paris nhìn từ trên cao này quý vị. Thật sự là toàn là cái kiểu nhà cổ không đây. Kiểu cổ điển nữa quý vị. Đây. Tháp Eiffel nhìn lên đây quý vị. Ở trên này còn có thể đi lên nữa nha. Đâu quý vị thấy có một cái thang máy đi lên nữa không ạ? À, nhưng mà Thành Nguyên chỉ mua vé đi lên cái lầu này thôi. Không có lên cao hơn nữa bởi vì nhìn nó ngợp lắm quý vị. Nhìn thật sự ngợp luôn. Đấy, tháp thì nói chung là cũng sơn phết lại rất là nhiều lớp rồi. Đấy, sơn phết lại rất là nhiều lớp rồi. Để chống rỉ sét đó quý vị. Đây. Đây là những cái khung rằng của nó này quý vị. Nói chung thì cũng đinh tán thôi. Kiểu V này. V rồi cũng hàn rồi cũng đinh tán lại vậy thôi. Nhưng mà rất là lâu năm rồi. Mình sẽ ngắm Paris từ xa như vậy nhé. Muốn xem được là mình phải bỏ xu vào. Nó cũng không có sướng mắt lắm quý vị. Nhìn nó hơi bị lóa. Nhưng mà nếu mà so với cái zoom của Samsung mà nhân với 50x hoặc 100x thì cái này thua xa. Thật sự. Cái này thua xa. Em có ngắm thử không? Nó lóa so với điện thoại của Samsung này kia thì thua xa. Đấy, nói chung là mình lên mình thử cho biết thôi quý vị ạ. Chứ còn thực sự ra cái này làm chơi chơi cho vui thôi. Đây, mình đi tham quan xung quanh đây chút xíu đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thành Nguyên sẽ đi tham quan một vòng những vị nha. Hiện tại giờ bên Paris là 4 giờ rưỡi chiều. Và bên Việt Nam thì bây giờ là khoảng 10 giờ rưỡi tối. Cái thang máy thì nó sẽ có cái ròng rọc này kéo lên kéo xuống này quý vị. Đây, một góc khác của Paris nha, một cái sân vận động này quý vị. Thành Nguyên thấy cái sân cỏ phía dưới này nè quý vị. Trước đó thì rất là nhiều anh chị đi qua đây thì thường là ngồi dưới cái sân cỏ này để mà chụp hình lên chỗ cái tháp Paris đó. Nhưng mà bây giờ thì người ta đang tôn tạo lại và người ta đang rào chắn lại, người ta không có cho. Người ta đang sửa sang lại để cho cái thế vận hội Olympic sắp tới đó quý vị. Nên là không ai được vào. Nhìn quanh một vòng thành phố Paris nhé quý vị nhé. Nói chung thì cái quy định của thành phố là người ta không có cho xây nhà cao tầng ở trong cái khu vực này, bởi vì nó sẽ mất đi cái giá trị cổ kính của cái thành phố này đó quý vị. Và nghe đâu đó trước đây cái tòa nhà cao tầng kia đó quý vị, trước đây cũng có rất là nhiều những cái cuộc biểu tình đấy, nhưng mà biểu tình thì cứ biểu tình thôi, còn đã xây rồi thì cứ ở thôi, cứ làm việc thôi. Và thành phố Paris thì lâu lâu vẫn sẽ có những cái cuộc biểu tình trong hòa bình nhé quý vị. Đấy, có những cái gì mà người dân không hài lòng thì người ta sẽ biểu tình và cảnh sát cũng sẽ vây quanh. Và cái điều đó là rất là bình thường ở đất nước Pháp này luôn. Thành Nguyên nói như thế thì không biết có đúng không, thì cô chú anh chị nào ở Pháp thì cho Thành Nguyên một lời bình luận nhé. Thành Nguyên thì cũng nghe qua các bạn ở đây nói như thế thì Thành Nguyên cũng nghe vậy thôi. Rồi, Thành Nguyên sẽ qua một góc khác để Thành Nguyên quay cái kết lối đi luôn quý vị. Quay cái phần một cái cảnh khác của Paris coi. Đây là quý vị, một cái góc khác mà Thành Nguyên quay qua cái tháp Eiffel này nha. Vâng, và hàng trăm ngàn cái mối nối, trăm ngàn những cái đinh ốc, trăm ngàn những cái chi tiết như thế này thì cũng không thể nào mà tránh được những cái thiếu sót như này. Để mà xử lý nó thì cũng dễ thôi, nhưng mà do trải qua nhiều năm đó quý vị, ngoài nắng ngoài mưa cho nên là cũng không có tránh được đâu. Nhưng mà Thành Nguyên nghĩ để có sự an toàn hơn thì chắc là người ta cũng sẽ có những cái biện pháp để mà khắc phục nó. Còn ở phía dưới khung này thì ok nè quý vị. Ở dưới khung này thì anh vẫn thấy những cái mối nối, những cái thép còn mới, bởi vì là nó ít khi mà ở ngoài nắng ngoài mưa đấy. Nhưng mà đây là cái biểu tượng của đất nước Pháp cho nên là cũng không có dễ gì mà có một cái vấn đề gì đó xảy ra đâu, đúng không quý vị? Đây, một góc khác của thành phố Paris nha quý vị. Thật sự thì đứng trên này thì không có chỗ nào là mình không có nhìn được. Đâu cũng có thể thấy. Nhà cửa thì nó chia từng lô đó quý vị. Bởi vì nghe đâu đó vào cái thời xưa đó, thì vào cái thời mà dịch hạch này kia đó quý vị, thì do là nhà sát sát nhau cho nên là 1/3 dân số của châu Âu là đã ra đi vì cái dịch hạch đó. Cho nên sau đó thì đã có một cái chính sách rằng là sẽ phân từng lô. Và ở nước Pháp thì thường là nó sẽ không có hẻm nhé quý vị. Không có sẹt, không có hẻm gì hết trơn á. Cái căn nhà nào cũng là mặt tiền hết. Căn nhà nào cũng là mặt tiền, chẳng qua là mặt tiền trước hay là mặt tiền sau thôi. Bên này nữa là quý vị.
có thể nhiều anh chị cô chú đã đến Pháp, nhưng mà để mà leo lên cái tháp Eiffel này thì Thành Nguyên có nghĩ là có, nhưng mà cũng không có nhiều, vì có nhiều người sợ độ cao đó quý vị, thành ra là người ta cũng khá là ngại khi đi lên đây. Thật sự là Thành Nguyên cũng đắn đo mãi Thành Nguyên mới mua vé đi lên đây. Thành Nguyên đang lo lắng về cái sức khỏe của mình khi mà lên đây nó không có đảm bảo đấy. Nhưng mà thôi thì cũng thử liều một phen, nhưng mà khi lên đây rồi thì cũng ok. Bởi vì ở dưới cái phần này quý vị, người ta cũng đã có những cái rào chắn này, có những cái phần lưới như này, thấy cũng khá là an toàn này. Chỉ trừ những cái người nào mà người ta cố tình ấy, thì đành chịu thôi. Rồi bây giờ mình đi vào đây tham quan xem có gì không? Đây thì thường là những cái món quà lưu niệm mang biểu tượng của tháp Eiffel này quý vị. Thực ra thì cũng không có gì gọi là đặc sắc. Còn bên này thì người ta sẽ bán bánh ngọt này. Đấy, bên này thì người ta bán bánh ngọt là chính thưa quý vị. Đấy, trong cái khuôn viên của cái tháp Eiffel này vẫn có một cái phòng ở dưới giữa cái tháp Eiffel này, người ta bán quà lưu niệm đấy quý vị. Đây Nguyên quay như vậy để cho mọi người nắm rõ hơn này. Đấy, cái tháp Eiffel này thì 49 ơ. Nhỏ hơn á, nhỏ hơn khoảng 18 phân á thì 20 ơ. Khăn rồi túi, nói chung tất cả đều mang biểu tượng của tháp Eiffel. Có đồng tiền không euro, cái này là chắc là để bán làm kỷ niệm đó quý vị. 3 euro để mua không euro. Thành Nguyên nghĩ cái khuôn viên này nó sẽ rộng tầm khoảng là 500 m2 có quý vị, 500 m2 cho cái mặt sàn này. Cái sang bên này thì cũng thế, quả lưu niệm thì đa phần là nó cũng giống giống nhau. Rồi, bây giờ mình sẽ đi xuống như vậy. Mình thích đi thang bộ thì mình đi, còn mình muốn đi thang máy thì mình đi nhé quý vị. Nói chung thì đi xuống cũng đỡ bị ngợp. Còn đi lên thì thật sự là hơi chóng mặt đó quý vị. Đấy. Sẽ dừng lại ở đây và đón thêm một số người ở cái khu vực tầng này nữa. Còn dưới đây là cái điểm cuối cùng nhé quý vị nhé. Đấy, chúng ta xuống dưới đó là coi như là xuống luôn đấy. Nãy là chúng ta xuống đường thẳng, còn bây giờ là chúng ta trượt nha quý vị nhé. Ui dồi ôi, chóng mặt quá. Cái khúc này thấy ghê ghê. Thật sự là trên này nhìn xuống mình mới thấy có rất là nhiều những điểm hoen rỉ quý vị ạ. Nhưng mà do nó đi nhanh quá mình quay không có kịp ấy. Đấy, có những cái thanh rằng bây giờ nó cũng bị tét rỉ rất nhiều. Rồi, cuối cùng cũng đã xuống đến nơi. Ta thể ra bên này.
Sau khi mà Thành Nguyên trải nghiệm cái tháp Eiffel xong đó thì thật sự là nó mang lại cho Thành Nguyên rất là nhiều những cảm xúc. Lúc nãy là Thành Nguyên đứng ở trên chỗ cái lầu 2 đó quý vị, trên chỗ cái mặt sàn ở trên kia. Trên kia là nó có một cái khuôn viên, nó người ta buôn bán kinh doanh ở trên đó thì cũng khá là nhiều, và Thành Nguyên cũng đã cập nhật cho mọi người rồi. Bốn cái chân của tháp Eiffel đều có bốn cái thang máy đi lên nha quý vị nhá. Thật sự là một cái trải nghiệm cũng rất là đáng nhớ. Thì ngày hôm nay thì Thành Nguyên chỉ cập nhật Pháp là đến đây thôi. Rồi ngày mai, ngày kia, ngày nữa là Thành Nguyên sẽ đi ghé thăm Đức, rồi Hungary, rồi tới Thụy Sĩ, tới Séc, tới Áo. Rồi Thành Nguyên sẽ xem văn hóa, rồi ẩm thực, rồi phong cảnh, rồi mọi thứ ở những cái đất nước đó. Rồi nó có khác gì so với Pháp cũng như là khác gì so với Việt Nam hay không? Thì Thành Nguyên sẽ mời quý vị cùng đón xem ở những cái clip sau nha quý vị nhá. Còn bây giờ Thành Nguyên phải nói lời chào tạm biệt quý vị. Kính chúc cho tất cả quý vị thật là nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống.